Hello anh em đã đến với kênh của Nguyễn Hà Minh Garden nha. Hôm nay thì có khá là nhiều hoa. Thì mình sẽ quay cho anh em xem và nói chuyện với anh em một số cái kỹ thuật trồng, cũng như là giới thiệu với anh em một số cái bông hoa đang nở ở vườn mình. Đó, vườn mình thì cứ khoảng một tuần 5 đến 7 ngày đó anh em, là nó sẽ có những cái hoa nở. Rồi mình quay lại cho anh em xem một cách trung thực. Và mình giới thiệu những cái loại hoa, ví dụ như cái hoa này thì tên gọi nó là gì, rồi cách trồng nó như thế nào, nó có những cái ưu điểm, đặc điểm như thế nào, để anh em biết, anh em có thể sưu tầm. Rồi cái phong trào chơi Calyza Mini á, nó sẽ càng phổ biến hơn và càng nhân rộng hơn. Tại vì lan anh em thì hồi trước giờ mình thấy là có rất là nhiều anh em chơi rất là nhiều loại lan, ví dụ như là lan vũ nữ nè, rồi Calyza hoa lớn nè, là giống như vậy nhưng mà hoa nó bự hơn em đó. Rồi lan rừng nè, rồi lan đơn thân nè, rồi lan giả hạt đó, ví dụ nhiều loại. Thì mình thì giới thiệu lại với anh em, thì mình ở Sài Gòn nha, mình ở gần sân bay Tân Sơn Nhất đó. Thì mình trồng ở trên sân thượng và đây là một số cái loại lan mà vườn mình đang nở đó. Có nhiều anh em cứ nghĩ là mình dùng những cái hình cũ rồi chứ vườn mình thì không có nở nhiều, mà hôm nay thì cứ khoảng một tuần là mình sẽ quay cho anh em xem những cây lan mà đang nở tại vườn đó. Mình gom lại mình quay cho anh em xem rất là nhiều hoa, và những cái hoa này nó có những cái đặc điểm như thế nào, và nó nở chùm, rồi nó khó hoa hoặc là nó thích khô thích ẩm gì đó, thì mình sẽ quay cho anh em xem. Thì mình có xài cái số Zalo là 0909940960. Thì nếu mà anh em có nhu cầu muốn mà chia sẻ hoặc là hỏi những kinh nghiệm gì thì số Zalo của mình nha. Còn anh em có thắc mắc gì về kỹ thuật thì cứ comment để mình biết, mình sẽ làm những cái clip tiếp theo mình trả lời. Ví dụ như mình đang thắc mắc cây này, những cây Calyza Mỹ, những cái cây Nhật thì nó có đặc điểm nó khác gì so với những cái cây ở Việt Nam đó, thì anh em cứ comment, rồi có gì mình sẽ chia sẻ với anh em theo những gì mình biết nha. Mỗi một cái người thì có một cái góc nhìn khác về trồng lan. Ví dụ như bạn thích một ngày bạn tưới, cái môi trường của bạn tưới hai lần, sáng một lần chiều một lần, hoặc là có bạn thì một hai ngày thì mới tưới một lần. Thì cái đó là những cái góc nhìn khác nhau, những kiến thức khác nhau, tùy theo cái sự hiểu biết của mình và tùy theo cái môi trường của mình trồng ha. Thì đối với mình thì không có cái gì đúng sai hết. Thì nếu mà mình chia sẻ những kinh nghiệm anh em thấy là có thể bắt chước được, rồi có thể làm được cái vườn mình tốt hơn thì anh em cứ làm, còn không thì anh em cứ làm theo cách của anh em nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay một số cái lan đang nở để anh em tham khảo. Mình có cái kênh YouTube và TikTok và Facebook luôn là Nguyễn Hà Minh Garden nha, và chỉ có xài một số điện thoại duy nhất là 940960 0909 nha, 940960. Thì anh em có gì cứ liên hệ mình hoặc là follow cái kênh YouTube, TikTok hoặc là Facebook, đều là Nguyễn Hà Minh Garden luôn. Rồi xin cảm ơn anh em, giờ sẽ quay cho anh em tham khảo nha. Rồi để anh em không đợi lâu thì mình giới thiệu với anh em, đây là một cái cây Mỹ xưa, thân lá rất là bự luôn anh em, mà hoa nó hoa chùm. Như cái này là mình thấy là 7 hoa nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mà đặc điểm của cây này anh em là cánh nó cánh sáp rất là dày luôn. Mình thấy là cây này là cánh nó rất là dày nè anh em thấy không. Những cái cây mà cánh dày á thì theo mình thấy là nó rất là lâu tàn anh em, có gần cả tháng luôn á, nó gần cả tháng luôn. Còn những cây cánh mỏng thì nó sẽ nhanh tàn hơn. Đã quay cho anh em thấy nè. Và cây này đặc điểm một cái nữa là nó rất là thơm anh em, thơm cực kỳ luôn, rất là thơm luôn, thơm một cách khủng khiếp luôn. Mình đứng xa là mình nghe chứ không cần phải là dí sát mũi vô đó. Và thân lá nó rất là cao to nè anh em thấy không, để quay cho anh em xem đây nè, thân lá nó nè, nó thực dạng chân dài anh em, cao to lắm mà rất là thơm luôn. Đó, cây này là một trong những cây ưa thích của mình luôn. Nó thơm cực kỳ luôn mà nó khỏe, mà cọng nào nó cũng bông hết nè em. Anh em thấy không? Đây nè, bông nè, bông nè, bông nè. Đó, cọng nào nó cũng bông hết, rất là đã luôn. Đó, cọng nhỏ xíu vậy cũng có bông nữa nè. Đó, anh em thấy không? Đó, rất là lâu tàn, rất là thơm, mà thân lá cao, cây này khỏe lắm. Một trong những cây yêu thích nhất của vườn mình luôn. Một cây Mỹ xưa, những cây Mỹ thì nó lúc nào nó cũng có giá trị hết, quá đã luôn. Rồi để quay cây tiếp theo cho anh em.
Đây là một cây Mỹ. Cây Mỹ này mình đem ở Mỹ về đó anh em. Một năm rồi. Mình đem nhớ là mùng 1 năm ngoái, năm Tết 2023 đó. Hôm nay là Tết 2024 thì em mới đủ sức. Khỏe ghê không? Giờ là bắt đầu nó có lực rồi. Nó khỏe và bắt đầu nó ra hoa rất là nhiều luôn. Màu cực kỳ đẹp nè anh em thấy không? Những cái gân guốc của nó nè. Rất là đẹp luôn. Em này hoa thì mini thôi. Để tay vô cho anh em xem thêm. Chắc cỡ 10cm quá. Ngang nó chắc cỡ 10cm. Mới nở hoa bói rồi anh em. Cho nên là mình chưa có phán đoán được nhiều. Khi nào mà nó nở vài ba lần á, nó ổn định á, thì mình mới coi à cái màu sắc, cái độ xuyên hoa, rồi cái sức khỏe của em như thế nào. Chứ giờ mình thấy là màu sắc là đẹp vậy đó. Cây Mỹ thì nó khỏe lắm anh em. Rất là khỏe luôn. Rồi cứ chờ lần sau rồi có gì nó nở rồi mình lại quay cho anh em xem tiếp nha. Rồi quay cho anh em coi một cây tiếp theo luôn nè. Không làm anh em đợi lâu, để mình quay cho anh em coi cây tiếp theo. Cây này là một cây sổ anh em. Một cây lai. Lai dòng gì thì không biết. Cây này mình mua lúc mà mình mua cũng mắc đó anh em. Mua của một cái người ta sổ ra cây đẹp á. Mà mình thì mình thích cái dòng mini. Mình không thích cái dòng sổ mà nó tròn á anh em. Mình không thích lắm. Cái sổ nó tròn nhìn cái gu thẩm mỹ của mình thì mình không thích thôi. Chứ mình không dám nói là không đẹp hoặc là không hay hoặc là không giá trị nha. Này là không dám nói luôn. Mình chỉ giống như cái gu mình thích thì mình chơi thôi. Không chê. Đại khái là cây anh em bán là mình không bao giờ mình chê hết á. Cái hợp lý thì mình mua, không hợp lý thì thôi mình không mua, bình thường thôi. Cây này thì được cái màu rất là đẹp anh em. Được cái màu anh em thấy nè. Này quay trời nó hơi trưa rồi. Nên nhiều khi cái ánh nắng nó không chính xác. Nhưng mà anh em cứ coi tham khảo thôi nha. Được cái màu ha, cái hai cái phớt cánh rất là đẹp luôn. Mà được cái hoa bói luôn nè. Mà hoa chùm, chùm ba bông luôn nè. Anh em thấy không? Đó. Mình thấy vậy là rất là ok. Chứng tỏ là cái cây này nó rất là khỏe anh em. Mới hoa bói đây. Cây mới có mấy cọng rồi nè. Mình trồng thì không có phân thuốc nhiều. Chỉ có bỏ, anh em thấy không? Không có cỏ mọc tùm lum hết nè. Không có phân bón gì hết trơn á. Đó, mà nó đã nở hoa như vậy rồi. Chứng tỏ cây này sức khỏe rất là khỏe luôn. Đó, mà một trong những cây yêu thích của mình á. Mình chờ này mới nở ở vườn mình lần đầu luôn á. Mình chờ chắc cũng phải một năm hơn rồi. Rồi không phải cây Mỹ. Cây này là cây Thái Lan hay cây Đài Loan gì đó nè. Nhưng mà cây này có một cái đặc điểm đó là nó hoa chùm. À, như cái này là nở 4, 5 hoa nè. Còn cái nụ nè, chưa nở nè. Đó. Rồi nó xiên bông. Xiên bông. Rất là xiên bông luôn. Cọng nào cũng hoa. Cánh sáp. Cánh sáp nha. Cánh sáp màu đẹp. Cánh sáp là thấy lâu tàn màu đẹp. Mà cũng thơm nữa. Ừ, cây này thơm nha. Nó màu đẹp nè, màu vàng đỏ cam, rất là nổi bật luôn, đẹp. Mà nó cánh sáp thì nó lâu tàn lắm nè, mà nó khỏe. Đó, mới có 4 thân nè, đó anh em thấy không? 4 thân, nở 5 hoa. Ý là chơi được. Dòng này rẻ nè. Dòng này mình mua về chơi thì sưu tầm, chơi cho có vậy thôi. Cây nào đẹp thì mình chơi thôi. Cây này cũng ok anh em. Quay cho anh em xem. Anh em có yêu thích thì chơi. Cho mình có nhiều bạn đó. Rất là tuyệt vời luôn. Rồi, để qua cây tiếp theo. Đây là một cây Laurentiana. Nhân với cây cái gì ta, không nhớ nữa. Laurent như Walker hay cái gì đó không nhớ. Cây này cũng là một cây Mỹ luôn nè. Một em Mỹ. Blue. Blue nha. Blue. Lưỡi ống. Hoa chùm luôn, hoa chùm ba hoa. Đó, quay cho anh em xem. Mình thì mình rất là thích màu blue anh em. Nhìn nó rất là sang. Đó, nhìn nó sang mà nó hay lắm. Nhìn nó đã làm sao á. Mình có nguyên bộ sưu tập màu blue luôn. Nhiều anh em mới chơi, giống như hồi xưa mình mới chơi, mình không hiểu màu blue là màu gì. Thì màu blue anh em giống như là màu, nhìn nó hơi buồn buồn á anh em. Nó anh em thấy buồn buồn mà nó sang sang, mà giống như nó màu tím 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 xanh mà nó lợt á. Đó thì cái dân chơi cái lê da người ta gọi là màu blue. Hoặc là corula. Corula là cũng là màu blue á anh em. Đó. Rất là đẹp luôn. Hoa chùm ba hoa. Đó. Rất là thích luôn. Cây này thì khá là đẹp. Mỹ luôn anh em. Cây này cây Mỹ luôn. Thích chơi hàng Mỹ à.
hàng Mỹ nó không có đụng hàng nhiều, mà sức sống nó khỏe, màu đẹp nữa, mà cây nó chuẩn lắm, chơi rất là đã luôn. Rồi nó quay cây, đây là cây Giant Warrior, chiến binh khổng lồ nè. Cây này là một cây Nhật, Nhật Bản xưa, rất là đẹp luôn. Cây Nhật nè, hoa bự ghê á. Hoa này chắc nó khoảng 10, 15, 16 cm đó nè. Nè, cái sải cánh đó nè, anh em thấy không? Rất là bự luôn, bự mà rất là thơm. Đó, mà cái chậu này mình trồng cũng đẹp nữa. Chậu này là trồng những cây tác phẩm chơi thôi, những cây Nhật, những cây đã tuyển chọn. Bông bự, rất là thơm luôn, tuyệt vời. Cây này mình cũng yêu thích nè, nó mới có thân nào nó cũng hoa hết nè, anh em thấy không? Đây nè, hoa nè, cây này cũng hoa nè, đó. Đây, đó, cây này cũng đẹp nha. Một rồi, đây là cây cuối cùng của ngày hôm nay luôn anh em. Đây là cây Puppy Love, cây này là một cây Mỹ xưa. Cây này nhớ, mình nhớ không lầm là cây của anh Trực, Trực quận 2, anh Trực quận 2, anh Nguyễn Minh Trực á, ảnh chia ra thị trường á. Cây này màu rất là đẹp anh em, những cây Mỹ á, thì màu sắc nó rất là đẹp luôn. Đó, quay cho anh em xem nè. Cây này nó có máu anh xếp anh em, cho nên cánh nó lúc nào cũng nhọn nhọn. Và cái vòi bông nó rất là dài, nè anh em thấy không? Vòi bông nó rất là dài luôn. Đó, nó mạnh, nó thân nào nó cũng hoa hết. Nè, thân nào cũng hoa hết, để quay cho anh em xem. Cái này mình cắt rồi. Thân nào nó cũng hoa hết, mà nó có củ, nó giống như là có cái củ xong lên cái lá thun thun vậy. Đó, cây này thì được cái màu rất là đẹp anh em. Oh my god, suýt nữa là bể rồi. Rồi, thôi đi xuống ăn cơm anh em ơi, hoa dễ thương lắm nha. Rồi, cảm ơn anh em nha, hẹn gặp lại. Đây, một cây Mỹ 6 bông, còn lũ chưa nở nữa. Bông chùm rất là bự luôn, thân lá cao to nè anh em, thân lá bự lắm nha. Đối với dòng mini thân lá vậy là mình thấy cũng bự rồi. Hoa rất là đã luôn, trời tuyệt vời anh em. Hoa vậy thì còn gì chê nữa, 6-7 bông là thấy là phê rồi. Đó, rất là đẹp luôn. Trời trưa nắng mà lên quay rất là cực luôn em. Lên quay nhiều khi cả 4-5 tiếng đồng hồ về mới biên tập được cho anh em xem một cái đoạn clip có khoảng 10 phút. Rồi về lồng tiếng để thêm nhạc rồi cắt tùm lum hết. Đó, quay cho anh em xem. Thì anh em nhớ follow, rồi nhớ like để mình có động lực mình quay tiếp nha. Không mốt thôi bỏ luôn. Ai coi coi, không coi thôi, mình không có làm nữa. Anh em nhớ cho mình thêm chút động lực nha. Quay rất là nắng luôn nè. Để quay cho anh em xem. Nắng nè, chói chang luôn. Đó, anh em thấy không? Giờ là 1 giờ trưa rồi, rất là nắng luôn. Cây này đẹp nha. Cây này cũng là một cây mình thích. Yeah, đây là cái cây Mỹ, Mỹ xưa, lâu xưa lơ xưa lắc luôn rồi. Giá trị thì nó không cao anh em, nhưng mà được cái là nó rất là khỏe. Rồi nó xiên bông, rồi bông nó màu đẹp, hoa chùm. Thì cây này là anh em thường gọi nó là cây blue lùng. Blue lùng bởi vì sao? Bởi vì là cái thân nó rất là lùng nè anh em. Anh em thấy không? Thân nó lùng xịt à. Đó, thân nó chắc cỡ 30 cm là cùng. Thì nó có một cái cây blue nữa, bông nó cũng giống như vậy. Nó không có cái vạch vàng ở trong đây anh em. Thì mà nó hơi khác một chút, nói chung nó giống khoảng 7%. Nó có viền trắng rồi cái khuôn bông nó khác một chút. Thì người ta gọi nó là cây blue cao. Blue cao anh em, cao thì thân lá nó cao hơn, nó cao một khúc lên trên đây là khoảng 50-60 cm á. Thì nó là cây blue boy. Blue boy, còn cây này là cây blue lùng. Đó, blue lùng rất là đẹp luôn. Hoa rất là đẹp anh em thấy không? Đẹp mà thơm mà rẻ nữa. Cây này mình lúc nào cũng giữ trong vườn chơi hết. Màu sắc đẹp nè, xiên bông mạnh. Ôi chơi rẻ rẻ mà nó đẹp là được anh em ơi. Tùy theo kinh tế thôi, giống như mình có kinh tế thì mình mua cây. Có nhiều anh em thì chỉ mua cây khoảng 100 ngàn, 100 mấy thôi là cũng chơi được, mình thấy cũng đẹp. Anh em nào có kinh tế hơn chút thì mua khoảng 300 ngàn, 500 ngàn đổ lại thì mình thấy cũng ok. Còn có những anh em nào có kinh tế mạnh hơn thì mua cây khoảng 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, vài triệu. Đó thì nó mắc rồi, nó thuộc dạng cao cấp rồi thì mình thấy nó cũng được. Ôi đẹp xấu là tùy theo cái cảm nhận cá nhân mình thôi.
nha. Anh em cứ chọn lựa nào mà phù hợp túi tiền mình chơi, miễn đừng có vung tay quá tráng là mình thấy hợp lý rồi. Chứ chơi này mình thấy cũng lành mạnh. Chơi này vài ba năm nó nhiều, chia ra rồi bán rồi lấy tiền mình chơi mua cái khác cũng hợp lý. Chả có phải mấy cái túi đổ tường bậy bạ hư hỏng gia đình hết. Thì mình thấy là cái này rất là lành mạnh luôn. Cái này là cây blue lùng nha anh em, rất là đẹp luôn. Rồi ok, vậy là mình đã quay xong một số cái hoa lan cho anh em tham khảo. Anh em thấy cái hoa nào mà mình thích thích nhất thì có gì nhớ comment cho mình biết ha. Mình có xài cái số Zalo là 0909940960. Đó, còn Minh thì mình ở Sài Gòn và ở gần công viên Hoàng Thụ, sân bay Tân Sơn Nhất nha. Anh em nào mà có trao đổi, chia sẻ lan với mình đó thì có gì cứ đến nhà của mình thì nó cũng tiện, nói chung là cũng gần thôi. Ngay trung tâm thành phố thôi, không có xa nha. Rồi còn những cái hoa lan thì khi nào có những cái hoa lan đẹp mà khoảng 1 tuần, 2 tuần gì đó tùy theo cái công việc của mình, mình sắp xếp mà rảnh rỗi thì mình sẽ lên mình tổng hợp lại và mình quay cho anh em xem. Để anh em có cái niềm yêu thích về cái dòng lan này, rất là xuyên hoa, rất là dễ trồng luôn anh em. Lúc nào vườn cũng có hoa hết mà chụp hình rất là đẹp, rất là ăn ảnh nha. Rồi ok, xin cảm ơn anh em và nhớ follow và theo dõi cái kênh của mình nha. Để mình có động lực làm những cái clip tiếp theo. Rồi xin cảm ơn, hẹn gặp lại.